mời. Xin chào, xin chào. Dạ, chào cô. Xin chào. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào. Lê Lộc. Dạ, chào cô. Thôi chào chị. Bây giờ cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng nghe. Tôi là Phạm Thị Bền, năm nay là 61 tuổi. Tôi ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi rất vinh dự được lên tham gia Mẹ Chồng Nàng Dâu. Trước mắt nhất, xin chào hai MC Quỳnh Linh và Lê Lộc. Và xin chào khán giả trường quay Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình nè. Em năm nay 27 tuổi. Dạ. Tên là Nguyễn Thị Mừng. Làm dâu của mẹ được 7 năm rồi. Thế nên nói là 7 năm. 7 năm. Dạ. Em là người ở đâu nhỉ? Dạ, em người Huế. Người Huế hả? Dạ. Còn cô là người ở đâu? Quê cô là ở Lạng Sơn nhưng hiện tại cô đã ở thành phố. Lâu rồi đúng không? Lâu rồi. Là giữa hai cái vùng miền nó cũng có một vài cái khác biệt ha. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình, cô ấn tượng điều nhất với con dâu? Cái năm 2011 thì con trai cô nó đã lớn tuổi rồi. Thế cô cứ giục bảo là con ơi, con lấy vợ đi, bây giờ đừng có để thời gian nữa mà một mình con buồn lắm, thì cứ giục. Thế là con trai cô cũng có nói là mẹ ơi, từ từ, bây giờ con tìm một người, con thích người ta nhưng người ta không thích con thì lấy đâu ra mà tìm được. Thế hôm năm 2011 tháng 5 thì con trai tôi nó có đưa bé Mật này về, thì đang ngồi đây, thì đang ngồi trong phòng, thì tôi mới hỏi là cháu ơi, cháu làm dâu bác đi. Thế bé Mận mới bảo là cái này chuyện người lớn, cháu chưa dám hứa với bác, bảo thôi làm con dâu bác đi, bác dễ tính lắm. À, làm con dâu bác là con dâu bác ế rồi. Bác rất thích con trai bác lấy vợ. Thế thời gian trôi đi là cũng phải một năm. Thế bác cứ bảo là Thành ơi, sao con lại không rủ cái Mận về. Thế là con cô nó cũng nói với cô là bây giờ Mận nó không có thích con thì lấy đâu ra mà đến với nhau được. Thế hay là thế tôi mới nói với là hay là con tán khéo, con không biết tán gái hay sao ấy, nếu con không biết tán gái con bảo bố chỉ cho vài chiêu. Thế là mới hỏi con bảo là thế bây giờ mẹ cái Mận con có số không, bảo con có. Thế rồi có gì con cho số điện thoại của bà Xui đưa đây mẹ hỗ trợ cho con. Thì lắm lúc xong rồi cứ nghĩ là cứ bảo thôi, lắm lúc điện ra chị Mười, bà Xui ở Huế. Thế mà chị Mười ơi, bây giờ con em nó 34 tuổi rồi, mà bây giờ con nhà em nó cũng hiền lắm, mà chị em có hai thằng con trai. Thế bây giờ thằng này 34 tuổi chưa có vợ thì chị xem như thế nào gả cái Mận cho em. Thế em cũng ưng nó lắm, bảo nó còn ít tuổi, bảo ít được, em cũng hợp dâu ít tuổi. Em cũng hợp dâu ít tuổi thôi. Thế đâm ra là về thì nếu mà ít thì em dạy, nếu mà dạy thì em dạy nhiều, mà khôn thì em dạy ít, chị cứ yên chí đi làm dâu em cũng được đấy. Chị cứ im, chị không có nói gì cả. Thế là thời gian trôi đi xong. Đến năm 2012, thì là 2012 thì bé Mận về. Bé Mận mới bảo là thế về thì trong lúc đó về hai đứa chúng nó đã yêu nhau như lúc nào, tình yêu của chúng nó như gián điệp ấy. Đâm ra mình cũng không có biết như thế nào là chúng nó đến với nhau như thế nào. Hóa ra chúng nó đã yêu nhau, để ý nhau mấy năm rồi mình cũng không có biết. Nhưng mà sao thời gian yêu nhau mà để mẹ lo quá, không ai nói cho mẹ biết hết trơn vậy? Tức là yêu gián điệp đó. Tình yêu của chúng ta là kinh khủng lắm, gián điệp lắm. Sao vậy em? Dạ, đại khái hồi đấy em nhỏ anh ạ. Hồi đấy em có 18, 19 tuổi thôi. À. Dạ. Cũng còn nhỏ nên là cũng ngại. Khi đấy chồng em còn hơn em 12 tuổi á. 12 tuổi rồi. Dạ. Nhưng chồng em có người yêu gì trước chưa? Có những cái quá khứ gì em ngại gì không? À, dạ, có. Chồng em thì có một đời vợ rồi. À, dạ. Vậy à? Dạ. Rồi có con chưa? Dạ có. À, dạ. Tức là chồng có con riêng rồi. Dạ. À, chính điều đó nó đã gọi là kéo dài cái tình yêu của, nó làm khó khăn cái tình yêu của em đúng không? Dạ thì cũng có một tí, nhưng kiểu như bọn em thương nhau thì em lại gạt cái đấy qua, không có nghĩ là anh có vợ hay là này kia hay có con riêng, là kiểu như em không có để ý tới. Dạ. Những cái điểm gì mà hai mẹ con hợp nhất khi về làm dâu với nhau? Nói chung là cái phần hợp ấy thì theo tôi nghĩ thì tôi cũng lúc nào tôi cũng chủ động để cho con dâu nó thoải mái hơn. Thì lắm lúc con nó không biết cái gì thì tôi cũng cứ nói. À, lắm lúc ăn uống hay cái gì thì tôi cứ bảo thôi rau cỏ dọn ra ăn uống thì thôi, bảo thôi Mận ạ, mẹ con mình tính rồi, thịt thà ăn ít cũng được nhưng là rau cỏ cứ vơ hết vào miệng đi,
để cho nó gọn mà đỡ phải dọn, mà lại cũng là trẻ lâu con ạ, thế không có quan trọng. Nếu mà về cái chuyện ăn cũng là hợp nè, hợp nè, quần áo, quần áo thì quần áo bé này hợp. Thì cũng hợp, nhưng mà ăn mặc cái kiểu dạng như là đời mới bây giờ, màu đen hơn, màu đen hơn. Dạ. Nhưng mà mình cũng thích, mình cũng thích satin. Có chơi Facebook chung không? Có. Dạ, có. Có like không? Like chứ, like rất là nhiệt tình luôn anh. Có comment không? Có. Comment có luôn. Có cái nào mà comment mà mặt buồn rơi nước mắt không? Dạ, không. Vui là nhiều. À, vui là nhiều. Chị cho em hỏi tí là ở nhà hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhất? Nhiều lắm, như mẹ cũng cởi mở. Cái gì kiểu như cái gì mà chị không biết thì chị là hỏi mẹ. Xong rồi như món ăn á, chị là người miền Trung. Như hồi đầu mà về nấu ăn á thì cái gì chiên bỏ ớt, thế bố mẹ đâu có ăn hợp, xong mà mẹ mới kêu là nấu thì không có ấy, không có bỏ ớt là con ạ, kiểu như muốn ăn ớt thì làm một chén nước mắm riêng. Xong như mẹ cũng nói, xong rồi mình mới hiểu, xong rồi mình mới làm như thế. Vì trong ở nhà mình có điểm nào mà khó khăn hay là điểm gì không hợp nhau giữa hai mẹ con? Trong khó khăn thì cũng chẳng có cái gì khó khăn cả, nhưng mà em nó cũng còn trẻ, thì lần lúc mà về cái cách ăn uống hay là có một lần ấy thì là năm đầu tiên thì là lấy về thì là mình lại hay gói, mình người Bắc nhưng mình lại biết gói bánh tét. Thế là mới gói cái năm ấy là gói bánh tét, thì mình bảo năm đầu tiên thế con dâu rồi mới bảo thế mẹ ơi, con học gói mà con gói cẩn thận đấy nha, nếu mà bục ra là chỉ mẹ con mình ăn thôi nha, không có được khoe với bố nha, khoe với bố là ăn roi đấy, ăn đòn đấy. Thế hôm ấy gói xong cái bục nó ra tuột toét ra, thế là hai mẹ con mới bảo con ơi ăn đi, đừng có cho bố biết, bố mà biết là chết đấy, chứ không có phải gì đâu. Thế là hai mẹ con ăn luôn, ăn hết cái bánh tét luôn. Thế xong rồi có một chuyện nữa, thì cái hôm ấy là chúng nó đi chơi thì chồng nó không có đi chơi, chỉ có mình mê con dâu mê đứa con riêng nó trước ấy, thì ba mẹ con đi thì bắt đầu nàng mới trèo lên cái chỗ mà ấy, kiểu đầm sen ấy, cái thác ấy, đầm sen nước á, đầm sen nước ấy, thì hai trên kia là phi xuống mạnh lắm, phi xuống xuống, mình ở dưới mình nói Mận ơi, con làm cái gì đấy, con muốn chết hả, nếu mà con bị sao là mẹ chết luôn đấy. Thế là nó bảo mẹ ơi mẹ yên chí, con không có bị sao đâu, giờ ấy xuống nó bơi tùm lum ở dưới hồ ấy, sợ quá về hết hồn, đâu có nói được cái gì. Thế là về em bảo sợi trước con học bơi hoài, mẹ khỏi phải lo con. Thế hai mẹ con cũng vui hả? Cũng vui, đi chơi nhau mà, tâm sự với nhau hả? Đúng rồi. Có chuyện gì nói hết với nhau nghe không? Có chứ. Cái gì em nói với mẹ? À, cái gì cũng nói thôi hả? Dạ. Chuyện gì giận hờn mẹ có nói không? Có. Giận hờn thì ít, vì như em với mẹ ít khi giận hờn á. Trong gia đình ấy là hai dâu ở cùng nhau, mà tất cả là 13 người. Trời. 13 người là ăn chung hết, tức là dâu lớn nấu hôm nay mà dâu bé nấu mai, tức là so đây bỏ lại các con nấu cái gì là mẹ ăn cái đó. Ủa, hay vậy ta, thế coi là ăn chung hết đấy, tức là gia đình là gọi là ba thế hệ đấy, ba thế hệ luôn, tam đại đồng đường đó đúng không? Đúng rồi. À, thế đâm ra là giữa chị dâu mới em dâu là rất đoàn kết. Cứ nhưng phải... mà hay nhất là do người mẹ hoặc là người bố trong gia đình á, cách quản lý, cách chia sẻ để sau 13 con người này không bao giờ xảy ra mâu thuẫn, mà có mâu thuẫn thì cũng giải quyết liền luôn 15 phút. Ồ, hay là hay cái đó. 30 giây. Có bao giờ là nóng tính lên rồi la người này la người kia? Có chứ. Có lần mình để tiền một chỗ, xong rồi tự dưng là tiền mình nó không có cánh nó lại bay. Thế là tự dưng là đi tìm hoài không có thấy đâu. Hóa ra là mình lại lộn, mình để một góc thì nó lại sang một góc. Thế là đến lúc mình đi tìm, hôm ấy lại đi chơi mình mới bảo là hôm ấy định xuống Tiền Giang chơi, mới vào lục ra là không có thấy tiền đâu cả. Quanh đây còn lại mình lại để một chỗ, mình cũng bảo tao nói mấy đứa mày nhá, hai vợ chồng Thanh với hai vợ chồng cái Mận là phải cả nhà cả mấy đứa cháu về đây, xuống đây ta xem như nào, đứa nào mà không tìm ra chỗ tiền cho mẹ nó đừng có mà trách, dọn ra ngoài ở hết, không có đứa nào ở chung với tao nữa, một mình tao khác ở với bố mày thôi. Mà nhiều tiền không mà làm dữ vậy? Nhiều hay ít nhưng mà mình phải làm quản lý cái trật tự cho nó rõ ràng. Dễ trong sợ. Gia đình nó phải rõ ràng. Đúng rồi, cuối cùng mấy đứa này nó buồn. Buồn chứ. Nó buồn xong mình mới bảo là thôi mẹ tìm thấy rồi, có gì là mẹ xin lỗi các con, mẹ để chỗ này nó ra chỗ kia rồi, thế đâu mà mẹ xin các con, xin lỗi các con là các con phải ở với mẹ chứ các vậy con mẹ là... đi mẹ đi với bố đi chơi. À, ai ông bà may đi mà chơi. Nó không giận nó đi luôn á, nó đi luôn mẹ khóc sao. Thường là trong nhà chị hai vợ chồng có khi mà gây lộn với nhau á thì mẹ là người giải hòa hả?
mẹ mẹ cứ như cái cưng mẹ như cái cưng quanh đi quẩn lại mà vợ chồng nó cãi nhau ấy là nó gọi mình mẹ ơi cái mận như thế này. Bởi vì tại sao chuyện ấy thì cũng chẳng có gì, vợ trước vợ sau rồi lắm lúc là con kia nó đã bỏ rồi nhưng mà thỉnh thoảng nó đến thăm con. Thì lắm lúc cũng việc mình mới bảo thôi không có sao, con đó là được mẹ chọn chứ không phải là cái gì cả, mẹ ưng con mẹ cũng có cái phần trách nhiệm với con chứ đâu có phải mẹ bỏ con đây, nó để họ đến em chị đến thăm là cái quyền của chị thôi chứ là không có dính dính. Bởi vì đã bỏ nhau 5 năm rồi rồi không có tình cảm gì nữa đâu con ơi, bởi vì cái hết duyên với nhau rồi. Bây giờ con đến với mẹ, trước khi con đến với mẹ là mẹ chấm con rồi, nếu có hay có dở là mẹ cũng có một phần trách nhiệm ở đấy với con. Con khỏi phải kiểu nghĩ cái gì lăn tăn gì hay nó hết duyên hết nợ ấy, là con cứ yên chí ở với mẹ, con không có phải lo cái gì cả. Em là mấy cháu? Dạ em ba. Sáu năm mà ba đứa. Gái trai đủ hết hả? Dạ không, em con gái hết. Gái hết hả? Dạ, giống anh Quyền Linh đó. Anh em mình giống nhau. Sao chú muốn nói gì? Không á, dễ thương lắm. Không mà qua cô cũng bảo là lần này con đừng có sinh nữa, con trai con gái cũng được. Để nhiều con không có được đi chơi lắm, lúc mẹ đi chơi con lại vướng mắc con không được đi chơi tội nghiệp con lắm. Lúc ở xóm mà giết họ làm tất niên hết, con cái là không được ăn đúng này đúng mẹ rồi, cứ mệt. Ra mệt lắm, cứ phải hẫm con. Bây nhưng giờ vậy, con cái chăm sóc mà con cái đông như vậy á thì nó có ảnh hưởng với mẹ con gì, có cãi nhau về chăm sóc con không. Cháu không? Dạ không, cô này thôi nhưng mà hai đứa kia đi học anh ạ, hai đứa lớn đi học rồi. Em chăm sóc hay bà chăm sóc? Dạ em hỗ trợ nữa chứ. Như không, nhưng em là hay đi giao hàng thì mẹ nhà mẹ phụ em. Trong nó 7-8 tiếng, 3-4 tiếng mỗi cái đêm nó mới về đấy. Rồi bà quát cháu mà về. Không, bà lại hợp với trẻ con. À. Bây giờ vẫn có một đêm mà vẫn có một đứa ngủ cùng mà. Ủa? Đêm pha sữa, bây giờ nói thật mới Quỳnh Linh và Lê Lộc quên mất mùi của ông nội rồi. Bởi vì tại sao toàn ngủ với cháu nhiều, đâm ra ngủ với ông nội bây giờ không ngủ nổi nữa. Trời ơi. Nói thật trên chương trình này á, bởi vì ngủ với ông nội cái hơi của ông nội bây giờ nó khác với hơi của cháu rồi. Mà tội ngủ... nghiệp, tội nghiệp ông nội. Bây giờ phải bữa nào hai con phải tổ chức cho mẹ ba đi, ba mẹ đi Đà Lạt chơi. Tổ chức. Hè đang định là hè đi đấy anh ạ. Đi khoái không? Khó. Tìm hơi ấm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe chồng em nói gì. Những ngày đầu tiên vợ con về lấy con về làm dâu với mẹ và sống chung với gia đình mình, mới lấy nhau về thì con cảm thấy hai vợ chồng thì nhiều lúc cũng có chuyện hai vợ chồng xô xát, chưa hiểu được nhau rồi dẫn đến cãi nhau. Mà những lần cãi nhau đấy thì mẹ luôn luôn bên cạnh vợ con, bên vợ con nhiều hơn con. Thật ra nhờ có mẹ mà chuyện vợ chồng con cãi nhau thì được mẹ an ủi vợ con nhiều nhất để cho vợ con đỡ bị tủi thân. Hôm nay tham gia chương trình này con không biết nói gì hơn, con thì mong mẹ và vợ và gia đình mình có nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ. Sau những cái điều đó thì hôm nay cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì để cuộc sống gia đình nó tuyệt vời hơn nữa không? Qua cái chương trình này thì tôi muốn là vợ, nói chung là con dâu nó tuy rằng ít tuổi nhưng mà được cái là đầu óc của nó cũng thông minh. Nói chung là mới làm dâu của gia đình tôi 6 năm nhưng mà cái cách sống là nói chung là Nam hay Bắc hay là Trung là nói chung là cũng hòa hợp, mà đại khái là cái gì cũng biết học hỏi thì cũng không biết khuyên cái gì nữa. Mà thấy con nó cũng thông minh rồi, cũng chỉ mong nó làm nào là hai vợ chồng nó bớt cãi nhau đi. Nói chung là giữa vợ giữa chồng thì tôi cũng không có thiên vị ai cả, mà cứ 50-50 chồng. Bởi vì tôi nghĩ, tôi cũng vẫn nói với các con tôi là vợ chồng nó là bạn đời với nhau, phải biết tôn trọng lẫn nhau. Vợ tôn trọng chồng thì chồng cũng phải biết tôn trọng vợ. Nhưng mà khuyên bé mặt này thì nói chung là sửa soạn một chút để cho nó đẹp đẹp một chút. Đại khái là không có lên ăn mặc gọn chút. Cũng gọn rồi nhưng mà mẹ cũng vẫn thích con đẹp hơn, bởi vì mẹ cũng rất thích đẹp.
chị. Còn với chị, không biết là chị có điều gì muốn nói với mẹ không? Qua chương trình này thì con cũng muốn nói là như mẹ hay nóng tính thì mẹ ít nóng tính lại, vì mẹ lại có bệnh huyết áp. Sợ mẹ mà nóng tính thì sợ là cái gì á. Dạ. Chứ không có gì cả, mẹ rất là cởi mở, nên chị mong là mẹ bớt nóng tính lại thôi. Dạ. Rồi. Thì mẹ lại hay quên. Cảm ơn cô rất nhiều ha. Rồi, một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình. Chúc cho gia đình mãi mãi hạnh phúc và yêu thương nhau, đặc biệt là thành công trong tất cả mọi công việc. Dạ, chương trình có phần quà dành cho cô. Dạ, đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là dành cho chị là Natto Gen, công nghệ sinh học giúp giảm men gan trong 6 tuần. Dạ. Cảm ơn em, cảm ơn MC, hai MC. Xin chào khán giả nha.